Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 33, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Tại sao những diễn biến của nhiễm sắc thể trong kỳ sau của giảm phân 1 là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội ở các tế bào con, được tạo thành qua giảm phân? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại mục 1 La Mã, những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân 1. Bài 10, giảm phân, sách giáo khoa sinh học 9. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Do sự phân ly độc lập của các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng về hai cực của tế bào ở kỳ sau 1, nên khi kết thúc giảm phân 1, các tế bào con được tạo ra sẽ mang các nhiễm sắc thể kép có nguồn gốc khác nhau. Nhiễm sắc thể kép có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ. Các tế bào con tham gia giảm phân 2 sẽ tạo ra các giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác nhau về nguồn gốc. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 2, trang 33, sách giáo khoa sinh học 9.